Thì chị hỏi hóa đâm là sao? Chị có còn HPV không? Không. Chán này. Tóc tai nè, tóc tai nè. Ủa cái này nó mới mọc lên hả anh? Không biết. Mọc lúc nào không biết à? Nó cứ tụ tập trung chỗ này nó mọc chạy. Thằng nhóc em chị nó cũng mới tiêm. Tiêm mũi 1 về 1 mọc quá trời mọc. Tiêm phây dơ mà thấy mọc quá trời mụn luôn đấy. Thì đừng có chọc chửi là được thôi chứ, thì hiền thôi chứ. Nhưng mỗi khi toàn chỉ chọc em không. Như thế nào chọc đứa nào? Đấy mày lại bắt đầu chọc rồi đấy, chọc chửi đấy. Đừng bảo sao chị điêu nha. Điêu là sao không chị? Điêu là điêu mồm ấy. Điêu ngoa, chưa nghe điêu ngoa bao giờ à? Không. Nhạc dở quá không nhỉ?
gì vậy chị?